Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chứng minh cho một tứ giác là hình thang. Và các em nhớ cái video này sẽ rất hữu ích cho cái bài kiểm tra giữa kỳ 1 của học sinh lớp 8 theo cái chương trình mới. Và đặc biệt là những em mà ôn thi luyện thi vào lớp 10 á, mà chúng ta bị hỏng kiến thức hay gọi là mất gốc hình học, thì chúng ta cũng có thể tham khảo các em nhé. Rồi, thầy sẽ viết chi tiết ở đây. Rồi, cách để chứng minh. Cách chứng minh nè. Các em cũng có thể viết và lưu lại nha. Cách chứng minh một tứ giác là hình thang. Được chưa nào? Đấy. Chứng minh một cái tứ giác ấy là hình thang. Ok. Đấy. Như vậy thì khi chúng ta nắm vững được các cái cách và phương pháp thì tùy theo cái bài toán chúng mình sẽ có sự biến hóa. Được chưa nào? Rồi, như vậy thì để chứng minh một cái tứ giác á, nó là hình thang, thì trước hết ấy, thì chúng ta sẽ biết là hình thang thì sẽ có hình thang này, hình thang vuông này và hình thang thăng cân. Đúng chưa nào? Vậy thì đầu tiên này, đầu tiên là đối với hình thang mà thông thường nhá. Đấy, cái hình thang này, để chứng minh tứ giác là hình thang á, thì chúng mình chỉ cần làm gì nhỉ? À, chỉ cần chứng minh là gì? Cái tứ giác này có hai, chứng minh cho tứ giác nó là hình thang á, là hình thang. Đây, ghi rõ luôn là hình thang. Thì mình chỉ cần chứng minh cho cái tứ giác có hai cạnh đối song song. Đấy, chứng minh cái tứ giác á, có gì? Có hai cái cạnh đối nhỉ, song song với nhau. Như vậy thì mình chứng minh nó cạnh đối song song với nhau thì mình sẽ kết luận ngay nó là hình thang. Được chưa? Đó. Như vậy thì đây là đối với gì? Tứ giác là hình thang. Rồi, trường hợp thứ hai này. Khi chúng ta sẽ chứng minh cho nó là hình thang vuông. Đấy. Hình thang vuông này. Đấy, các em phải lưu ý nha. Hình thang vuông á, thì mình sẽ có cách chứng minh là gì? Nó phải là hình thang. Đấy. Cái tứ giác á, phải là hình thang trước đã nhá. Tức là nó phải là cái hình ở trên này, có hai cạnh đối song song này. Tứ giác này, nó là hình thang. Nhưng mà phải thêm một cái yếu tố nữa, mình chỉ ra là có gì? Có một góc vuông. Đấy, lưu ý nha. Có một góc vuông. Tức là gì? Phải có một góc bằng 90 độ. Hiểu chưa? Ok chưa nào? Rồi thầy sẽ đánh dấu như thế này luôn. Đấy, giống như chúng ta viết nốt ạ. Đấy, nó là hình thang này. Thì chúng ta chỉ cần chứng minh cho nó có hai cái cạnh đối song song là hình thang vuông, thì mình phải chứng minh cho nó trước hết nó là hình thang đã, và thêm một cái nữa là nó có một góc vuông, thì cái tứ giác đó nó sẽ là hình thang gì? Hình thang vuông. Được chưa? Rồi, trường hợp thứ ba này, chứng minh cái tứ giác này này nó là hình thang cân. Được chưa? Đấy, nó là hình thang cân nhé. Là hình thang cân đi. Như vậy thì để chứng minh cho một cái tứ giác á, là hình thang cân á, thì chúng ta sẽ có ba cái cách sau. Đấy, cách số 1 này. Cách 1 nhá. Thầy ghi rất rõ nha. Cách 1. Để chứng minh cho một tứ giác là hình thang cân á, thì cái hình thang này có hai góc kề một đáy bằng nhau. Đấy, tức là chúng ta chứng minh cái tứ giác đó nó có hai góc kề. Được chưa nào? Có hai cái góc kề của một đáy bằng nhau. Như vậy đáy ở đây có thể là đáy lớn hoặc là đáy bé đều được. Hãy đừng em nào nói là không biết hai cái góc kề ở đáy này như nào nữa thì thầy thua đấy nha. Tức là gì? Một cái hình thang như này này. Đó, vậy thì đây là đáy
đáy bé này, đây đáy lớn này, thì chúng ta chỉ cần chứng minh cho hai cái góc này này nó bằng nhau thì nó sẽ là hình thang cân. Hoặc là gì, chúng ta sẽ chứng minh cho góc này bằng góc này, được chưa? Đấy, hai góc kề của một cái đáy đấy này, được chưa nào? Đấy, vậy thì đây là cái phương pháp thứ nhất, hay gọi là cách thứ nhất nha. Cách thứ hai, cách hai á, mình sẽ chứng minh cho cái gì? Chúng ta sẽ chứng minh nó có gì? Có gì nhỉ? À, có hai đường chéo bằng nhau, được chưa nào? Đấy, ở đây là hai góc kề, thì đây chúng ta lại chứng minh là có hai đường chéo, hai cái đường chéo bằng nhau, được chưa? Đấy, thì nó sẽ là hình thang cân, được chưa? Rồi, và cái cách nữa thì chúng ta sẽ chứng minh cho nó có hai cạnh gì? Cạnh bên bằng nhau. Đấy, chứng minh nó có là hai cạnh bên, được chưa? Phải bằng nhau. Như vậy thì để chứng minh cho một cái tứ giác là hình thang cân thì mình có ba cái cách. Tùy theo từng cái bài toán, tùy theo cái đề bài người ta ra thì chúng ta sẽ dựa vào một trong ba cái dấu hiệu này này để chúng ta chứng minh nó, ổn chưa nào? Đấy, như vậy thì đây là cái video nói về cách để chúng ta chứng minh một tứ giác là hình thang. Đấy, thì chúng ta chú ý này, chúng ta sẽ có hình thang thông thường này, rồi để chứng minh tứ giác là một hình thang vuông này, và chứng minh cho tứ giác đây là một hình thang thang cân. Đấy, các em có thể note vào để chúng ta chứng minh nhé. Rồi, hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.